WHO cũng đã kêu gọi các nước phát triển tạm ngừng triển khai tiêm liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19 và ít nhất là cho đến cuối năm nay, nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia trên thế giới tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số. Phát biểu họp báo, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một tháng trước ông đã kêu gọi toàn bộ các nước trên thế giới trì hoãn liều vaccine tăng cường ít nhất cho đến cuối tháng 9. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới không thay đổi nhiều kể từ thời điểm đó, ông kêu gọi các quốc gia gia hạn việc tạm ngừng triển khai liều tăng cường cho đến ít nhất cuối năm nay. Tôi kêu gọi các nước gia hạn việc tiêm mũi thứ ba đến ít nhất là cuối năm nay để phần còn lại của thế giới có thể đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cho khoảng 40% dân số. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng rộng rãi liều vaccine tăng cường cho những người khỏe mạnh đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu có 5,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng, nhưng 80% trong số này là ở các nước có thu nhập cao và trung bình cao. Mặc dù các quốc gia có thu nhập cao đã cam kết tặng hơn 1 tỷ liều, nhưng chưa đến 15% số liều đó đã được bàn giao. Còn liên quan tới việc tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 khác nhau cho mũi 1 và mũi 2, thì hiện tại các cơ quan y tế thế giới chưa đưa ra khuyến nghị chính thức. Song một số nước thì đã coi đây là giải pháp tình thế để đẩy nhanh chiến lược chủng ngừa COVID-19. Cuối tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc công bố báo cáo nghiên cứu cho thấy người được tiêm liều thứ nhất với vaccine AstraZeneca và liều thứ hai với vaccine Pfizer có mức kháng thể gấp 6 lần so với người tiêm hai liều AstraZeneca. Một nghiên cứu của Đại học Oxford Anh hồi đầu tháng 6 năm 2021 cũng cho kết quả tương tự. Một mũi tiêm AstraZeneca và sau đó là mũi tiêm Pfizer sẽ tạo ra phản ứng tế bào lympho T tốt nhất, đồng thời tạo ra miễn dịch cao hơn. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc kết hợp vaccine mang lại hiệu quả phản ứng miễn dịch tốt hơn. Kết quả này sẽ tạo thế linh hoạt cho chương trình triển khai vaccine của các quốc gia. Dữ liệu nghiên cứu này cũng đã củng cố cho quyết định của một số quốc gia về việc tiêm kết hợp các loại vaccine trong trường hợp khan hiếm vaccine. Nếu bạn tiêm liều đầu là vaccine AstraZeneca, vậy mũi thứ hai bạn có thể tiêm các loại vaccine mRNA như Pfizer hoặc Moderna. Việc này vẫn cho hiệu quả miễn dịch tương tự như tiêm hai liều cùng loại. Trong khi đó, nhiều quốc gia cũng cân nhắc tới việc tiêm kết hợp hai loại vaccine Pfizer và Moderna, dù hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn khi tiêm chung hai loại này. Không thể phủ nhận vaccine Pfizer có hiệu quả tốt, nhưng trong bối cảnh thiếu hụt loại vaccine này, chúng ta có thể cân nhắc tiêm một loại vaccine khác có cùng công thức mRNA. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cũng hướng dẫn, trong các tình huống ngoại lệ mà vaccine mRNA tiêm liều đầu không có sẵn hoặc không còn sử dụng được, có thể sử dụng bất cứ loại vaccine mRNA nào khác, miễn là các liều phải cách nhau tối thiểu 28 ngày. Tuy nhiên, không ít cảnh báo cũng được đưa ra, nhất là khi các nghiên cứu hiện nay về việc tiêm kết hợp các loại vaccine mới chỉ được thực hiện trên phạm vi nhỏ. Có những người đang nghĩ về việc kết hợp vaccine, đó là một xu hướng hơi nguy hiểm. Chúng tôi chưa có dữ liệu, chưa có bằng chứng, có rất ít dữ liệu về việc kết hợp vaccine này. Mặc dù đến nay lựa chọn tốt nhất được khuyến nghị khi tiêm vaccine COVID-19 vẫn là sử dụng cùng một loại vaccine cho cả mũi 1 và mũi 2, song để giải quyết được vấn đề hậu cần và đảm bảo chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 của các quốc gia trong thời điểm nguồn cung thiếu hụt, thì việc tiêm kết hợp các loại vaccine sẽ tạo ra kháng thể an toàn hơn cho người được tiêm đủ liều vaccine.